Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 sẽ giúp quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như là tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình yêu gia đạo và sức khỏe. Như quý vị đã biết, sống ở trên đời, ai ai cũng mong cho mình gặp được nhiều may mắn, nhiều điều may mắn trong công việc, làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, vạn sự an yên, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, con cái thì chăm ngoan học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều này phải là quá xa vời đối với chúng ta. Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trọng trách, trách nhiệm trên vai. Cũng có người kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp sống nhân sinh, đúng không quý vị và các bạn? Trong chương trình tử vi phương đông của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên con đường thành công danh sự có gặp phải khó khăn trắc trở nào hay không? Và làm thế nào để tuổi Mậu Ngọ có được công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm 2023. Trong năm 2023, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 chịu tác động của cục diện tương phá nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ, bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn xấu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của bạn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát, nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao kế đô, vận hạn thiên tinh, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, tác động mạnh bởi cục diện phá thái tuế, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 cần chú ý tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến mùng 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Mậu Ngọ gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc vi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu, đang ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sau này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sau này mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch.
Hóa giải, hàng tháng vào lúc 13 đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao dài hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, quả thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói vào hoặc có thể lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao kế đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vị kế đô tinh quân. Gia chủ mộ ngọ sinh năm 1978 nữ mạng năm nay gặp hạ thiên tinh. Nhắc đến hạ thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về xương, đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn thận trong việc đi lại, tránh té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương, cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân bên gia đình, gia chủ cần chú ý gìn giữ sức khỏe. Tháng 2, đây là tháng công việc kinh doanh của các thành viên trong gia đạo không được tốt như mong muốn. Tháng 3, tháng này là tháng may mắn của người sinh năm 1978 nữ mạng, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 4, có dấu hiệu hao tài. Tháng 5, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tháng 6, gia đạo có thêm tin vui. Tháng 7, sức khỏe không được tốt, các bạn cần chú ý. Tháng 8, cần chú ý đừng ăn uống, dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Tháng 9, các gia chủ nên nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói vì có thể ảnh hưởng ít nhiều tới công việc. Tháng 10, chú ý các căn bệnh liên quan đến xương khớp. Tháng 11, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, thường xảy ra mâu thuẫn, của cải, tiền bạc có thể mất mát. Tháng 12, đây là tháng cuối năm của niềm vui, gia đình có thêm tin vui về thêm người, thêm của. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy, vận trình sự nghiệp của nữ mạng Mậu Ngọ tuy chưa có nhiều đột phá nhưng vẫn có khởi sắc nhất định. Tuổi này chỉ cần biết cách đối nhân xử thế khéo léo, chăm chỉ và làm việc nghiêm túc thì không lo không có quý nhân giúp đỡ. Năm nay có thể gặp thách thức nhưng cũng không quá rắc rối, bản mệnh cần phải phấn đấu thật nhiều mới mong có được tương lai tươi sáng trong sự nghiệp sớm. Về tài chính tiền bạc của tuổi này vẫn khá ổn định, có thu có chi. Nhìn chung nếu sự nghiệp phát triển tốt thì lương lậu cũng có nhiều khởi sắc. Làm ăn kinh doanh trong năm có thể thu lợi từ các dự án đầu tư bền vững và có tính an toàn cao. Nếu muốn mở rộng quy mô sẽ cần tính toán cẩn thận và luôn giữ tỉnh táo, tránh vì sơ suất nhất thời mà tiền của đổ sông đổ biển. Về sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ có phần đáng ngại vào năm 2023. Bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Tuy nhiên, bạn sẽ phục hồi nhanh chóng miễn là bạn kiên trì điều trị và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng cao chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Về an toàn cá nhân, người tuổi này cũng cần quan tâm đến an toàn khi đi lại hay tham gia giao thông để tránh tai nạn không đáng có xảy ra. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978. Về tình cảm gia đạo,
Xét về phương diện tình cảm, năm 2023, tuổi Mậu Ngọ không có nhiều đào hoa cho lắm. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hò hẹn, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Mệnh chủ hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Ngọ, sinh năm 1978 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn nữa trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.